khi mình đã ngộ ra thì lúc đầu mình bị mấy cái triệu chứng buồn ngủ nè, nghe ngáp nè, nghe có những người mà phá thai, những người bị vong linh nó theo, của quyền theo, thì vô bắt đầu cầm cuốn kinh là ma nó sợ rồi, nó lắc trời ơi, lắc chịu không có nổi, lắc cũng giống như nhảy đầm vậy đó. Những cái quay vậy nè, nhiều lắm, đệ tử cũng nhiều lắm, nhưng mà cứ thế mà làm, nó càng lắc mình càng đọc, càng buồn ngủ mình càng cố gắng không buồn ngủ. Thì qua thời gian á, giữa chánh và tà, giữa cái tâm cực thiện của mình á, sẽ xả được những cái nghiệp đó, rồi sẽ có một ngày quý vị sẽ nhìn nằm mơ sẽ nhìn thấy những con sâu, những con dòi bọ nó bò ra từ họng mình, từ mũi, từ mắt mình, rồi từ lỗ rúng, từ bụng của mình. Trước khi có gặp những cái hiện tượng đó, mình sẽ nhìn thấy mình đi xuống địa ngục, rồi mình gặp chủ quyền, mình gặp đủ thứ những cái chuyện mà ghê gớm lắm. Thì cái đó là nghiệp của chúng ta. Có những lúc chúng ta là một nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta là những con thú quan nữa, rồi mình thấy những con đó nữa. Mà đến khi mà ngày mà chúng ta xả nghiệp, tức là ngày mà dòi bọ từ cửa họng nó bò ra, thì ngày đó đó là ngày ăn mừng. Giống như cơ thể mình là được ung thư á, được treatment, treatment. Đạo Phật rất là khoa học, rất là nhiệm màu. Cái đó nó không phải là quan tưởng, cũng không phải là chuyện không có, đó là thiệt. Cho nên ai đi qua con đường đạo thì đều phải gặp những cái hiện tượng này. Những hiện tượng soi dòi bò, nó bò ra khỏi cái lỗ họng, gán lên. Cái quan trọng nhất là mình có bình trí không, cái quan trọng nhất là mình có lì lợm không, có bi trí dũng hay không. Đấy, mà ba thứ bi trí dũng là đều phải đi song hành nha, điệu nhau. Giống như mình lên là lên được tầng số 1 là bi trí dũng, ghế ba chân điệu nhau, lên tầng là tầng cao hơn chút, bi trí dũng điệu nhau, chứ không phải tự nhiên bi không. Vì cái trí dũng thì không có thủy ngã, thì giống như mình là họ thiên khác hơn, họ thích đủ thứ là vậy. Tức là mình phải đi bi trí dũng, tuy là mình thấp nhưng mà nó lên điều, đó là thiên tâm. Thì nó nói cái này nhiều, chứ còn không có thể trí không. Trí không á là mình sanh nghi ngại, cái gì mình cũng chấp. Không phải mình rồi vừa có trí vừa có dũng, thì cái đó quá nhiều ở đời rồi. Luật sư, kỹ sư, những nhà khoa học gia, những nhà chính trị lỗi lạc, trí dũng không, nhưng mà họ thiếu cái từ bi, thì thành ra họ làm những chuyện tác hại với đời lớn dễ sợ. Quý vị thấy những đại ca bển sân trước sân sau đều là có trí dũng, thứ bi. Cho nên thành ra một cái quốc gia của mình nghèo đói là như vậy. Thiên tâm, cha mẹ dạy chúng ta tu tại gia, ở nhà có Phật, Phật không còn ở chùa ở thời thành thế nữa. Và thiên tâm là phải có bi, trí và dũng song hành, tùy theo trình độ căn cơ, tùy theo duyên phước của mình. Nhưng mà thiếu nó khập khiễng là không được.